Bài học tiếp theo, rượu Randy. Khái niệm rượu Randy. Rượu Randy là một loại rượu mạnh được chưng cắt lên men từ trái cây. Thì rượu Randy muốn ngon thì phải được sản xuất từ nho. Hầu như các nước đều sản xuất được rượu Randy. Và đặc biệt những cái vùng Cognac và Armagnac của nước Pháp sản xuất rượu Randy là ngon nhất. Rượu Armagnac. Khái niệm về rượu Armagnac là rượu Randy được sản xuất tại vùng Armagnac của nước Pháp, được làm từ nho thần tí, được ủ trong thùng gỗ sồi, được chưng cắt một lần, có một mùi vị rất là thơm, rất là đặc trưng, có hương vị sắc sảo, một vị gây rất là ấn tượng. Khái niệm về rượu Cognac là một loại rượu Randy được sản xuất tại vùng Cognac của nước Pháp, được làm từ nho thần tí, được ủ trong thùng gỗ sồi, được chưng cắt hai lần, nằm ở phía tây nam của nước Pháp. Và đặc biệt chúng ta phải nhớ là rượu Armagnac và Cognac là rượu Randy. Cách phục vụ là dùng ly Cognac hoặc ly Randy. Khi rót là chúng ta chỉ tuyệt đối rót 30ml hay là 1 ounce, pha chế với sốc rin, dùng để pha chế cocktail. Cách thưởng thức là thị giác. Đầu tiên chúng ta phải nhìn nó có màu sắc là màu gì. Thì rượu Randy thì nó có màu nâu hổ phách. Sau đó tới khứu giác, mình ngửi nó có mùi thơm như thế nào. Vị giác thì mình uống từ một cụm nhỏ, sau đó mình đá đều đầu lưỡi để có cảm giác vị rượu. Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn các tên rượu nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Rượu Randy, Esti, Rémy. Rượu Armagnac, Chablis, Napoléon. Rượu Cognac, Rémy, Martin. Rượu Cognac, Martell. Rượu Cognac, Hennessy. Rượu Cognac, Comet. Và các bạn thấy trên chai rượu Comet có chữ là VSOP thì chai này được làm 12 năm. Nếu nó có cái ký hiệu là VS thì làm 4 năm. Còn nếu ký hiệu là XO thì được làm từ 21 năm. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài hôm sau.